Miệt thứ hôm nay, huyện An Minh họp mặt giao nhiệm vụ tăng cường biên giới. Thực hiện quyết định số 1269 ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và quyết định số 1273 ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Minh. Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2021, huyện An Minh đã tổ chức họp mặt giao nhiệm vụ cho cán bộ sĩ quan, chiến sĩ dân quân tự vệ tăng cường chống dịch bệnh COVID-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép. Căn cứ theo quyết định của tỉnh, huyện An Minh tăng cường 60 lực lượng dân quân và 2 sĩ quan của Ban Chỉ huy quân sự huyện cho các đơn vị tuyến biên giới làm nhiệm vụ. 60 lực lượng dân quân tham gia gồm có 5 cán bộ đoàn, 1 là bí thư xã đoàn Vân Khánh Đông, 22 đảng viên và 27 lực lượng đoàn viên dân quân tự vệ tại địa phương. Cũng trong đợt này, Ủy ban dân huyện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh đã trao tặng quà cho lực lượng tăng cường làm nhiệm vụ, mỗi đồng chí là 350.000 đồng và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt. Nguyễn Thanh Toàn.